Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết chọn đá thử vàng hay tình đời hối hận của tác giả nhà văn Công Đồng Minh. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1931. Người đọc Thái Hoàng Phi. 1 Chương 1 Gia đạo rất hữu tình Thế đời hay khúc mắt Một gian phố nơi đường Ma Dè Tức là đường Hiền Dương Này là Võ Thị Sáu Căn nhà số chấm 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 Hai vợ chồng thầy Lương Minh Cao Làm việc tại nhà ngân hàng Đông Pháp Sài Gòn Mướn ở đã 4 năm tháng rồi Nguyên thầy Lương Minh Cao tánh tình thuần hậu Thầy vốn con nhà tư cách trăm anh Quê quán ở Sóc Trăng Giàu có Ruộng đất cũng nhiều Quê lợi một năm cũng có ba bốn chục ngàn dạ. Cha mẹ còn song toàn Việc ruộng nương thì cho mướn không mà thôi Chứ chẳng chịu cho vay Như mấy chủ điền khác Vì vậy nên thầy ở nhà tù túng lắm Mới tính đi làm việc một ít năm cho thông thạo Đặng về lo tranh thương cuộc Bởi phước đức nhà và tánh thầy hiền lương Nên thầy gặp đặng vợ hiền Vợ thầy là con của thầy cai Trần Nhật Chiếu Tên là Trần Liễu Dung Tuy không phải người có nhan sắc Mà đề đạm thì cũng chẳng kém ai Điều đáng khen hơn hết Biết hiếu kính mẹ cha Biết trọng thờ can lệ Ngoài ra công ngôn dung hành ít có ai bị Vợ chồng hòa thuận sướng tùy vui đạo Chứ chả ưa câu nam nữ bình quyền Tuy không ưa nam nữ bình quyền Nhưng mà chồng có nghĩa vợ có lễ Vậy thì có ai cao thấp hơn ai Dầu không bình quyền cũng bình quyền vậy Hãy đặt ra niềm chăn gối Phận làm trai phải nói câu nam nữ bình quyền Còn phận gái thì nhớ câu phu sướng phụ tùy Như vợ chồng thầy Lương Minh Cao đây Thì có đâu kể của chồng công vợ Có đâu phân kẻ khó người giàu Một cặp phụng loan xứng lứa như vậy Chẳng rõ tại sao mà cùng nhau nói tóc đã sáu bảy thu chày Mà chưa có chút quế trồi kế tự Cô Liễu Dung thường khuyên thầy kiếm tiểu thiếp Đặng mà lo hiếu đạo cho tròn Có lạ chi Nếu một người đàn ông nào mà đặng vợ biết điều như vậy Mà không mừng quýnh nhảy rộ Chư độc giả coi đến đây rồi tưởng sao Tưởng thầy Lương Minh Cao ưa cùng không ưa Ưa lắm chứ Thầy cũng nở ruột nở gan Cũng thích lòng đẹp dạ như ai vậy chứ Tuy thầy muốn Mà cái muốn của thầy khác hẳn hơn ai Thầy suy nghĩ Thầy lựa chọn Suy nghĩ chuyện chi Lựa chọn nổi gì Thầy đã giàu có Lương tiền lớn Danh giá cao Hiếm chi nơi tử tế Thầy nghĩ suy hoài Thầy bây giờ phải cưới ai Giàu sang mình có đủ Còn kiếm nơi giàu sang mà làm gì Một người đàn bà hiền lương như vợ thầy Lòng dạ độ lượng như cô Liễu Dung Còn nữa hay hết Thầy phải kiếm một người vợ như vợ thầy Hay là nhan sắc hơn Nhan sắc mà làm chi Nhan sắc như lệ thủy vợ Hoàng Ngọc Ẩn Như Đặng Nguyệt Ánh vợ của đỗ hiếu liêm có đâu mà kiếm còn nhan sắc như cô hà hương cô ba trà kiếm mà ít lợi gì thầy muốn mà giật mình thầy sợ mấy cô về làm bé mà muốn cướp chồng người ta nay suối để mai suối bỏ chị lớn không ghen mà cô nhỏ lại hoành hành vào háy ra nguýt thầy còn giật mình những gương bù mê thuốc lú danh giá rửa phai của mấy ông mấy bà kia nữa nhiều khi thầy nằm tưởng tượng như đã có vợ bé rồi thầy nghe những lời đờn huyễn bên tai nào là đòi mướn phố ở riêng mua xe hơi sắm hột xoàn áo mớ ba giày cao gót phấn dồi mặt đồng hồ tay chẳng phải thầy sợ không tìm mua sắm thầy sợ là sợ những thứ chàng hiu hay hót cổ lấy nước mắt làm tình ngã ngang ngã ngửa uống mình liễu dựa hơi tòng lưỡi trở trăng như trở bánh phòng mắt điên đảo siêu lòng lữ bố Nghĩ quanh nghĩ quốc đã hơn 2-3 tháng tròn mà chưa quyết định làm sao Cũng một giải phố thầy ở đây Căn chót còn trống chưa có ai mướn Cách chẳng bao lâu Có một nàng tuổi độ 20 Gương mày coi sáng rỡ Mặt trắng tợ hoa xuân tay tròn như ống chỉ Xem qua có vẻ nhu mì Trên đầu đội một cái khăn rằn miếng chả Mặc quần lãnh đen nhùng nhục Và áo xuyến dài Chờ mang một đôi guốc bắt Nàng này đến hỏi căn phố trống mà mướn Ai trông vào gương mặt cô Với đồ y phục ấy Đều ngỡ cho nàng là ở mướn cho vợ ông nào thầy nào Chứ không về là mướn phố ấy cho nàng Khi hỏi phố xong rồi Qua bữa sau nàng dọn đồ lại ở Những đồ nàng dọn đó có một cái tủ thờ cẩn ốc Một bộ ván gõ Một cái ghế ăn trầu Và ít cái ghế ngồi Một cái giường tay Vừa dọn căn phố coi đặng Ngỡ là nàng dọn phố như vậy là có chồng con Hoặc là cha mẹ chi đó ở đã ba bốn ngày mà cũng chẳng thấy có ai Nội phố người nào cũng bàn luận Chắc là một cô hầu thiếp của ông nào thầy nào đó Lén vợ cho mướn ở riêng Kẻ bàn vậy Người nói khác Rốt rồi cũng quyết hẳn vậy thôi Chẳng ai rõ lai lịch nàng cho trúng hết Không Nàng không có chồng Không có con chi hết Khi nàng mới tới ở còn lạ Lần lần làm quen với chư quý cô gần đó Gần bên nàng căn phố kế Có một bà già độ chừng 50 tuổi Tên bà là bà Tư Thâm Bà có con trai Mà con bà đi làm việc theo tàu buôn Ít khi về Nên bà ở nhà có một mình bà với một con tớ gái Tên là Hai Đâu Hôm sớm Bà tư thăm thấy nàng ngộ nghĩnh thiệt thà Làm ăn vén khéo sạch sẽ dễ thương Tánh mấy bà già hãy thấy mấy cô con gái Thì hay rình coi Từ công ăn việc làm Nên nếu con ai ở gần sân xó cửa Đều hiểu đứa nào nên hư hết thảy Nàng về ở đã hơn một tuần lễ rồi Mỗi bữa sớm mai đi chợ một lúc rồi về Lo nấu ăn uống xong Đoạn lấy đồ ra theo thùa mai giá Tuy là làm quen với chư quý cô Chứ cô không có tới nhà ai mà chuyện giảng Bà Tư Thâm thấy vậy mới mời qua nhà Mai giá và đàm đạo chơi với bà Vì thấy người già cả tuổi tác Nên nàng dân lời qua chơi Bà Tư Thâm mới hỏi Cháu năm nay đặng bao nhiêu tuổi Chồng con có chưa Cha mẹ ở đâu vì sao mà dọn phố ở đây một mình hiu quạnh Thưa dì Cha mẹ cháu đã về quê rồi Hồi cháu còn lên tám Để lại có hai chị em Dì cháu mới đem về nuôi dưỡng Dì cháu tên là Sóc Cát Có tiệm bán hàng sáng tại Châu Thành Cần Thơ Cháu năm nay đặng 25 tuổi Tên cháu là Phạm Thị Trung Hồi năm kia Dì cháu gả cháu cho tên Trệt Trình Liêm Chủ nhà hàng bán cơm tây ở Mỹ Tho Cháu không ưng nhưng vì cháu rầy lắm Thưa gì Cháu cũng nghĩ hết Nhờ cơm áo ai mà lớn Nay việc dựng mối gia can Phận gái có hai bến nước Biết đâu trong đục mà lọc lừa Muốn cho vui dạ vì công dưỡng dục Nên cháu ưng Nó cứ cháu đem về Mỹ Tho Nói cho phải thì cháu cũng có phước Chồng cháu cũng thương Nhưng mà rủi thay Tiệm buôn bán coi mồi không khá vì lúc ấy tại mỹ tho mấy thầy họ bài tẩy chai khách trú nên tiệm cháu phải ế lại có tin bên tàu qua nói rằng ông già chồng cháu đau nặng chồng cháu mới sang tiệm lại cho an nam rồi cho cháu một ngàn đồng bạc biểu cháu mướn phố ở tại mỹ mà chờ nó qua cháu cũng y lời chồng cháu về bên tàu đâu đặng năm tháng lại có tin rằng chồng cháu phải mang bệnh thiên thời mạch thác cháu lấy làm rối tuy là khát nước mặc dầu hễ đành giá nghĩa châu trần cũng đều là duyên can lệ cháu cũng rầu cho phận số cháu chưa bao lăm tuổi mà hết một đời chồng vì có lẽ cũng biết đất mỹ tho là một cái trúng tứ phương nhiều cô con gái lạc loài đến đó rất nhiều vì vậy mà thành một cảnh chơi bời quá độ mình không chồng có thế nào ở đó cho yên đã biết rằng con gái thung dung đầy đường chật ngõ nhưng vì tánh mấy cậu công tử bợm làng chơi hễ họ thấy cô nào không chồng thì họ thường hay rù ông rủ bướm đặng luyện dành vô chủ chi hoa nhất là mấy cô vợ chệt như cháu đây có nhiều người chồng có sờ sờ mà còn không thấy ở im với họ thay huống chi là cháu vì vậy nên cháu mới tính lên đây mướn phố ở yên như chỗ này thanh vắng vậy cháu lấy làm thích lắm sao cháu chẳng về cần thơ mà ở với gì cháu lại ở đây chi một mình vậy nếu không sanh phương thế làm ăn Ở không thét mà ăn Dầu cho non cũng mòn Núi cũng lỡ Thưa gì Cháu cũng muốn vậy Nhưng mà cháu nghĩ Nhà gì cháu thì chật hẹp Phần buôn bán lớn Bạn bè đôi ba người Lại còn có em cháu ở đó nữa Cháu cũng muốn đem nó về mà nuôi Nhưng mà dì cháu có công với nó từ bé chí trưởng Năm nay nó cũng đặng 19 tuổi rồi Nhớ em nhưng phải buộc lòng để cho nó ở cho dì cháu nhờ Dầu cháu có về Vì cháu càng thêm nhọc lo Chứ cháu cũng muốn về đất Cần Thơ Mướn ruộng mà làm Nhưng mà ruộng mấy năm nay cho mướn mắc quá Nhắm làm cũng không có lời lớn bao nhiêu Chi bằng cháu ở như vậy Theo thùa mai giá cũng đủ ăn Chừng quen thuộc trinh này rồi Cháu sẽ kiếm bề thế mua bán cũng đặng như cháu vậy ra đi mua bán làm chi cho cực lòng Coi nơi nào tử tế ưng người mà nhờ tấm thân Hãy đặt ra phận nhược chất liễu bồ thì phải kiếm nơi tùng cát mà sửa trắp nâng khăn chớ nay tuổi cháu cũng còn đang xuân lẽ đâu ở như vậy hoài đặng sao thưa gì cháu không ắt là ở vậy có đặng cùng không miễn là tới đâu hay tới đó chớ con người đời dẫu đến bảy mươi cũng chưa dám khoe mình lành nữa đó gì ví như bây giờ có ai tử tế phải trốn trao thân vừa đôi xứng lứa cháu chịu chăng thưa Cháu không dám chê ai hết Nhưng lòng cháu quý không việc vợ chồng Cháu nguyện Phật trời ở vậy nuôi thân cho tròn thì quý lắm Chớ cháu nghĩ cho phần cháu Những phe vợ chệt khách như cháu đây Dầu ai có muốn đi nữa Thì bất quá là họ chơi cho thỏa giả ước mơ Rồi thưa thải Lại cháu còn nghĩ cho thân cháu Đã đem mà gửi cho khách ngoại bang rồi Cái hoa xuân đã về tay khách đi rồi Nên cháu không đành đem chút nhụy hoa phai lợt này cùng ai là người nòi giống cho đành đó gì bà thâm nghe thị trung nói vậy nên không nói đến chuyện vợ chồng nữa bà thấy bề cử chỉ của thị trung vậy nên bà nhận rằng ý thị trung đã hẳn thật không còn muốn trao duyên cùng ai nữa bà mới kiếm chuyện khác mà giải buồn từ đây mỗi ngày thị trung đều qua mà chuyện giảng chơi với bà và mai giá cho vui thỉnh thoảng bóng thiều quan qua lại thị trung ở đã đặng hai mươi ngày lần hồi quen biết nhiều người nên thị trung lãnh đồ may giá nhiều Mới mua cái máy may về Đặng kiếm ăn qua ngày tháng Thị trung lại sẵn có vốn năm bảy trăm Để cho vay cũng bộn Nhắc lại thầy Lương Minh Cao Lúc này thầy còn đang dọ hỏi Nghĩ suy cho phần kế tự Mỗi ngày thầy thấy nàng thị trung Lòng thầy cũng đẹp cũng ước ao Thầy cũng có nghe nhiều người Quá khen tánh hạnh thị trung mà còn lưỡng lự Tuy là cô Liễu Dung nói vậy Mà biết lòng thật tình chân có lời tục rằng sung ngái một lòng bưởi bồng một dạ ai ai cũng máu đỏ đầu đen tánh phụ nhân đều nhiễm bệnh ghen hồi đầu nói tốt rồi gai mắt có biết chừng đâu mà độ lượng thầy tính toán xa gần quả phước thật vô môn vì của người trước mắt thầy thầy thấy câu duy nhân tự triệu chẳng sai thầy biết rõ nhân tình thế sự làm sao rồi nên thầy muốn bỏ qua việc ấy thầy muốn bỏ qua nhưng mà đặng đâu do nơi câu vận mạng người đời do nơi quan hệ gia can sự nên hư nó buộc nơi lòng thầy bỏ qua mà lương tâm thầy hay nhắc nhở ngày kia thầy thấy thị trung ngồi đàm đạo với bà thâm thầy dòm vô nhà thấy thị trung rõ ràng rồi trong lòng bức rứt lắm thầy muốn bước đại vô mà tỏ tình âu yếm nhưng thầy e mít bụng bà thâm thầy đi qua đi lại năm bảy lần mà không dám vô thình lình thầy nghĩ sao chẳng rõ mà thầy đi đại vô khi thầy bước vô tới cửa thì thị trung đứng dậy chào thầy một cách lịch sự, rất có duyên. Chào rồi thị trung bước ra cửa sau mà về, căn phố nàng mướn. Thầy vô mà làm gì? Vô mà hỏi hàng lai lịch, võ ướm châu trần. Thầy bước vô, cô bước ra, ấm ức lòng quân tử dữ à, ủ sầu mặt anh hùng lắm nhẹ. Thầy muốn tỏ đôi điều cặn kẽ, cô vội về một nước cho đành. Nhưng mà mai, mai cho thầy, miệng khỏi ngỡ ngàng, rồi lại rủi rủi cho thầy mắc chưa mãn nguyện bà tư thâm liền đó cũng chào thầy rồi mời ngồi nơi ghế thầy tám thầy đến tôi chơi hay là có chuyện chi thầy tám dạ vì có lẽ lấy làm lạ bữa nay tôi đến thăm gì lắm tuy là ở một gian phố với nhau tôi lại ít khi tới gì nay tôi có một chuyện muốn cậy gì nhưng sợ phiền lòng gì vì vô sự chẳng dám viếng thăm nay hữu sự lại tắt cầu nên mấy ngày rày ngần ngại đó gì Bà Tư Thầm nghe thầy nói mở hơi thì bà đã hiểu rồi. Vì cũng có nhiều người đã đến cậy bà nói giùm cô Thị Trung mà bà không chịu. Chẳng phải bà hiểm công. Một là bà thấy Thị Trung không quyết kiếm chồng mà nết thành cũng đáng mến. Bà Thầm cũng là miệng lưỡi, cũng là tay mai mối mà lòng dạ biết độ suy, biết phải quấy. Nếu bà đem khoa ngôn mà rù quến một người con gái phẩm giá cao, lòng bà không nở. Ngày Thị Trung mới đến chơi, bà đã ướm thử rồi Bà thấy thị trung cách ăn ở và khôn ngoan Bà để ý thương rồi Bà không muốn dục hư cho thị trung Nên bà không hỏi đến nữa Nay bà nghe thị Minh Cao nói mấy lời rau cổ Bà đã rõ Mà giả không biết hỏi rằng Thầy muốn cậy điều chi Xin thầy nói rõ Tôi không nê chấp đâu Tôi không hẹp hồi đâu Một điều là tôi xin thầy cảm phiền Ví như việc của thầy tin cậy tôi mà việc ấy là việc không thế tôi dùm đặng và việc ấy là việc quan hệ đến gia can thầy mà lại câu bất phải về tôi ắt là tôi không dám làm ơn đó cha chả là khó bà già này nói câu đó chắc không thấy làm ơn cho mình rồi thầy minh cao tưởng thầm vậy nhưng mà đã lỡ lời phải nói luôn dầu đặng dầu không tới đâu hay đó thưa dì theo lời dì mới nói thì dì đã rõ sự tôi yêu cầu đến dì thật vậy tôi đến xin cậy gì việc tốc tơ đó tóc tơ với ai nữa tóc nào đã quấn chặt nơi thầy ràng ràng kia còn tóc tơ đâu đặng xin thầy chớ phiền tôi đây đâu phải vợ ông tơ một xe quăng xe liếu cho đặng lời chánh lý tôi xin khuyên thầy chẳng nên ham vui mà mua não sự nhà chẳng mấy khi thầy sợ kể đến tôi tôi thương thầy thật vì từ tôi còn niên thiểu đến tuổi này tôi tỏ thật với thầy rằng tôi chưa thấy đàn bà nào như vợ thầy thật là một người nên kính mến nên yêu thương thầy lấy làm hữu hạnh hơn ai lắm xin thầy chớ nên đuổi phước đi mà kêu quả tới đã biết rằng cô tám là hiền lương đức hạnh mặc dầu sự hiền lương đức hạnh là cái phước của thầy nên khiến cho thầy đặng vợ vậy đó tôi thấy sáng qua cũng biết cho cô tám là người không biết hung dữ là gì rồi tôi xin thầy phải rõ như vậy cô tám từ bấy lâu không hung dữ là vì cô chưa có sự ức lòng gai mắt trái tai cô chưa biết ghen tương là gì vì thầy chưa đạp đến trận mê hồn ở đời như cô tám vậy đàn bà dễ có mấy ai gia đạo của thầy bình an như tờ giấy trải thầy có nhớ chuyện của ông phủ nguyễn hòa thình ở rạch giá hôm tháng rồi chăng ông mới đổi lên gia định ngồi chủ quận tại hóc môn có một người vợ bé con gái của ông phán hồ thạch dân hưu trí rồi vì bị cô phủ hay ông mướn căn phố kế tôi đây cô phủ lên bắt đặng làm như đám giặt chòm sớm này ai cũng biết điều hết bây giờ ông mới cho cô bé vô mướn phố đâu trong bà chiểu chưa biết tôi thường thấy chuyện người đời rồi tôi đặng thấy gia đạo thầy tôi rất mừng cho thầy và yêu cô tám lắm bà nói cho một hồi dài sọc làm cho thầy ngơ ngẩn lóng tai mà nghe bà diễn thuyết thầy vốn là người hay đáo để sự đời Thầy cũng biết nghĩ như mấy lời bà đã nói vậy Nhưng chẳng rõ sao thầy buộc mình phải yêu cô Thị Trung vô hạn Thầy nghe nhắc lại sự thầy đã hiểu rồi Thầy ngồi muốn cứu ra về Cởi quăng cái điều dương vấn nơi lòng Thầy nghĩ lại Tại mình mở hơi lỡ Không lẽ làm thinh mà chịu Nên thầy nói rằng Cảm ơn gì lắm Mấy lời gì dạy khuyên tôi đó là điều chánh lý vậy Thật Gia đạo tôi hoàn hảo hơn ai Thật lòng tôi vui vẻ vô ngần Tôi còn muốn chi điều khúc mắt thế đời Nhân gì gì chưa rõ phận sự tôi Nhà tôi cũng dư xài Cha mẹ tôi cũng người danh giá Có một mình tôi là trai Từ ngày lo bề can lệ cho tôi đến nay Đã 7-8 năm rồi Mà chưa có bề kế tự Vì vậy nên vợ chồng tôi đã đồng ý với nhau Về sự tôi đến cậy gì đây Tôi đến cậy gì là tự tôi Mà còn sự tôi cậy gì là do nơi ý quyết của hiền thê tôi nhiều phen khuyên phải Chứ thật là lòng tôi không chú ý đến Tôi rất dần già dụ dự đã lâu lắm Nay nhân gì tôi thấy cô Thị Trung ở căn chót kế gì đây Vừa ý tôi lắm Tôi chẳng phải muốn quyết cho đặng Tôi muốn hỏi cô coi có thuận lòng chăng Nhưng mà tôi là trai E đến hỏi ngay nơi nàng Thì ra lẽ tôi làm phai danh tiếng nàng đi Tôi xin gì làm ơn giùm tôi Dò hỏi ý nàng rồi cho tôi biết Tôi sẽ liệu sẽ cho hiền thế tôi hay rồi tự nơi lòng nó chịu cùng không mà thôi Chứ tôi nào có yếm ẩn sau đành Thầy có gạt tôi chăng Cô Tám hiền từ đã đành Tôi cũng nhận quyết cô thuận lương thật Mọi việc tôi đều tin rằng Cô phải tùy thầy tất Nhưng mà việc này đây khó mà tin lắm thầy Tám à Thật vậy chứ Vì đáng là cha mẹ tôi Nào tôi dám phỉnh gạt gì sao Xin gì tin tôi Tôi chẳng dám chẳng tin lại có đâu sợ nhọc cùng thầy Nhưng thầy ráng đợi mai Tôi hỏi ý cô Tám coi Như quả cô thuận tình thì chính mình cô kể tôi Tôi mới dám làm ơn cho thầy đặng Như vậy thì lấy làm thầm cảm gì lắm Tôi vững lòng lắm Tôi dám chắc là nên việc lắm Nhưng tôi xin gì như vậy muốn hỏi ý vợ tôi Vì chớ nên nói ngay rằng tôi muốn cùng cô Thị Trung Tại sao vậy thầy Hay là thầy đã có tỏ thật rồi mà cô Tám không đành Thị Trung chăng chưa tôi là nói đâu mà đành không đành nhân vì tôi biết vợ tôi rất sáng lòng với tôi về vụ lập tiểu thiếp nếu nó biết đặng cô thị trung thì nó hối lo tính gấp như vậy tôi không thời giờ mà dọa lòng dọ dạ cô thị trung đó gì đã biết rằng cử chỉ của cô mà vì tôi và thiên hạ trong giàu đều nhận ngay cô là đáng nên một người danh tốt bề ngoài mặt thì vậy mà bề trong phận sự với chồng và đều cư xử với vợ tôi làm sao mà rõ cho thấu nên điều cần nhất là tôi muốn gần với cô Đặng tôi dọ tình ý trước Rồi mới dám tỏ thiệp với vợ tôi mà đem về Như vậy thì để mai rồi sẽ hay Dạ Xin dì ráng thi ơn dùm Tôi chẳng dám quên Thôi xin cứu gì tôi về Một tòa nhà nguy nga đồ sộ Cất theo kiểu kim thời coi ra rất đẹp đẽ Trước sân có hồ sen kiển vật Sau nhà có cây trái thảo hoa Dòm chung quanh nhà nhằm lúc tháng 8 thấy đồng lúa xanh tươi cái màu lúa xanh vợt ửng vàng coi vẻ vui đẹp nhắm sức lúa còn đang dược nở trên ngọn so bằng bằng như chỉ dăng. nếu gặp đặng năm mưa thuận gió hòa thì mã lúa này thế nào cũng trúng mùa lắm đó hai bên hông nhà có hai cây lẫm lúa vách xây gạch trên lợp ngói móc trước sân lẫm lót gạch tàu coi sạch sẽ lắm lẫm này đựng chừng mười lăm ngàn dạ lúa mỗi cái nhà và lẫm ấy vốn dẫn của ông Lương Minh Trí Điền chủ tại Sóc Trăng Ông Lương Minh Trí là người hiền lương nhân đức Nội tỉnh Sóc Trăng ai cũng nghe danh Ông tức là ông thân của thầy Lương Minh Cao Làm việc tại Đông Pháp Ngân Hàng Ngày kia ông Lương Minh Trí sớm mai thức dậy Thấy có đưa ở đem trà cho ông uống Xong rồi ông dạy phải dọn cơm cho ông điểm tâm sớm Bà Lương nghe ông muốn ăn cơm sớm bèn hỏi Bộ bữa nay ông muốn đi đâu mà ăn sớm vậy bữa nay tôi muốn đi giảng điền chơi Hôm qua chú Tần Khảo Hoạch Có cho hay rằng Lúa kỳ nhất tốt lắm Lúa kỳ nhì cũng đặng sung sức Lúa kỳ ba bị mấy người thiếu mạ Phải đợi lúa dâm Nên cái mới dứt tay hai bữa rày Như mụ muốn đi coi chơi Thì hối trẻ nó dọn cơm ăn Và sửa soạn chiếc tam bản Kiểu ghe hầu nhỏ bốn chèo Đặng đi vô mấy ngọn rạch nhỏ cho tiện À nói tới chiếc ghe hầu nhỏ tôi mới nhớ còn chú trương văn thông ở cần thơ lãnh đóng chiếc ghe lớn của mình chưa xong xuôi chi hết rồi trốn biệt đến nay ông có đâm tờ cớ chưa mà sư rài không nghe tin tức vậy ông ôi mụ sao cứ nhắc đến làm chi chú trương văn thông trên đời này biết mấy bởi người nghèo mới sanh tâm như vậy lại chú hay làm nhân tham lợi lãnh bốc mạng của thầy hương sử quế và ông quyện lê bái tướng rồi bị việc nhà sau đó Chú đi đi về về hoài mà không tiêu xài hết mấy trăm đồng bạc của mình Rồi chú trốn biệt Nghĩ lại mấy nhiêu đó mình cũng không đến nỗi nghèo Thừa cớ đó thất công rồi bỏ tù chú lại có ích chi mình Lại của ấy trong gì lấy lại đặng mà mình phải mang tổn đức Tôi cũng biết nghĩ như ông vậy Nhưng mà tôi giận người không biết điều Phải chi chú có lỡ xài hết thì trở lại làm cho mình mà trừ nếu chú có sự rủi ro thì tỏ thật Dầu phải dùm thêm cho chú cũng không hại gì Vì mình còn công chuyện làm nhiều lắm chứ phải thôi sao Nếu ông cứ dùng dưỡng mấy tay lường gạt hoài Thì chúng nó ăn quen Cứ lo giật của người ta mãi Mình thì chẳng nói chi Ví như nó giật của người ít tiền Thì tội nghiệp cho họ là giường nào Nếu nói như mụ thì có chuyện đời đâu mà nói như nó quen ăn dầu cọp cũng phải mắc bẫy lựa là trồn còn như người nào bị phải tay nó giật của thì chẳng qua số phận họ phải chịu mà thôi chớ mỗi người đều bị vậy hết sao nó muốn giật của ai cũng đặng sao nếu mụ hay tin rằng có trời đất thánh thần á thì tôi xin mụ chẳng nên cố hờn kẻ tiểu nhân hai vợ chồng già đang cãi lẫy việc đời qua lại nghe qua cũng có vẻ thâm trầm chế cơm dọn ra rồi ông bà đều ngồi lại ăn vừa rồi bữa cơm thì có tần khảo hoạch bước vô lưu minh trí rằng tần khảo kêu trẻ nó dọn cơm ăn rồi đi dạ tôi ăn rồi như ăn rồi thì ra biểu trẻ lo sửa soạn chiếc tâm bản ghe hầu rồi đi ngoài trại ghe hai tên bạn một đứa tên là ba tốt một đứa tên là hai giỏi tốt thì đánh qua chèo giỏi thì đang rửa ghe vừa làm vừa giễu cợt Tần Khảo Hoạch vừa bước ra tới thấy hai đứa đang lo lắng mà giỡn nhau Nên dừng chân nghe tốt nói rằng Anh hai tôi đố anh biết á, mũi và đĩa xứ nào nhiều hơn hết Ở đây mũi với đĩa cũng là nhiều vậy Lửa là ở đâu mày dốc tổ quá Mày có đi đâu mà biết đâu nhiều đâu ít Ăn cơm đây mà hay nói chuyện xa vời quá Anh làm rồi đó Quả là anh lẫn quẩn bên đích vợ chứ tôi không vợ con Nay tôi ở xứ này mai tôi ở xứ khác tôi thảo lắm anh à Mày nghe nói thông quá vậy mày biết nói nghe chơi Không đâu nhiều cho bạn xứ Cà Mau Mỹ canh đền á Mũi kêu như ống sáo thổi Đĩa lên tở bánh canh Thằng giỏi quá ha Bùa nghe mày hát chơi cũng ngộ À Năm ngoái nha anh Tôi thất thời theo bọn đi cấy xuống Cà Mau Bữa đó cấy cho thầy hội đồng lâm Có một con đó Trời ơi Cá thấy cá dương gì Anh thấy cũng lộn bánh mì nữa anh à Thằng nói nghe tục tiểu dơ dái quá Cái gì mà lộn bánh mì Họ nghe họ chửi mày lòi sọ ra Nói chơi với anh vậy mà Con đó nghe anh Quần do sát dế lòi bộ giò coi trắng nõn Coi tình quá Nó thấy tôi ngộ trai và bánh bảnh Đi cấy mà mặc áo xà tô rách Nên nó hò ghẹo tôi anh à Tại sao mà mày biết nó ghẹo mày Nó nói áo bà ba Cái vắng cái dài Em mai cả đống anh không bận Bận hoài cái áo sà tô rồi mày có đối lại nó không Dễ không cho mà coi Rồi tôi hò lại như vậy nè Vừa nói vừa hò Hò hơ. Xà tô tuy nó xấu mặt chớ để nhìn Mặt chớ nhiều tôi đặng đựng cục khối tình của em Thằng Lanh thiệt Bánh lắm mà tôi chứ phải ai sao Mà đố anh biết mấy con đi cấy ra ruộng đông đầy mà trống lỏng đồng không nếu tụi nó mắc đái rồi làm sao không anh Thằng răng mắt quá Mày hay tìm kiếm nhiều chuyện quá à? Biết thì nó nghe chơi Anh nó ruộng mà ke quá Nếu tụi nó mắc đái Nó làm bộ mỏi tay mỏi giò Rồi ngồi bẹp đái xuống dưới sinh Nước xăm sắp Nó đái có ai hay đâu Tần khẩu hoạch rình nghe Cũng khó nín cười Nên thằng Tố mới giật mình dây lại Ngó thấy tần khảo Hai tay xe lia bộ qua chèo Và liền đứng dậy Hỏi tần khảo rằng Thưa chú thần khảo Chẳng hay lấy quay chèo mới hay là chèo cũ Thằng ngu quá mày thể ghe hầu nào có bộ chèo nấy chứ Phải ghe lượng trần sao mà chèo mới chèo cũ Mau mày Còn thằng giỏi á, lớn đầu mà ngồi nghe nó nói rực chùi coi bơ thờ quá mày Lao cho mau ông sửa soạn rồi đó Còn đợi bay đó Tốt à Dạ Lấy chèo cho mau rồi đem chiếu gối và hỏi chị nấu ăn Lấy đồ ăn đem theo cho ông bà Vì bữa nay đi cùng ruộng à Chắc là trưa về không kịp Dặn xong rồi Tần Khảo Hoạch vào thưa cho ông Lương Minh Trí hay đặng xuống ghe Khi ông bà bước xuống ghe rồi Tần Khảo Hoạch bèn hỏi Bẩm ông bữa nay sao không đem súng theo coi có chim không ông Chim chọc đầu thang này mà bắn Rãi rác một hai con Bắn làm chi cho mang tội Bấm ông bà năm nay thuận trời quá Nhờ phước ông bà năm nay tá điền người nào cũng dư giả Mai nhờ trời họ khá cho vui vẻ kẻo một năm chí cuối công lao cực nhọc dầm mưa giải gió bổn phận chú làm tần khảo tôi khuyên chú chẳng nên hà khắc họ tội nghiệp đứa nào hay biến nhát thì rầy la dụ dỗ cho nó xiên chú coi mấy người thay mặt coi điện cho mấy vị điện chủ kia họ rất nên hung bạo lường công của tá điện mà làm giàu rốt rồi họ cũng ra tro bụi chớ mấy đời mà ăn cho bền dạ bẩm ông thật vậy tôi nhờ ông thương đến với số tiền lương ông cho và 200 công ruộng tôi làm mấy năm tôi cũng dư xài khá quá bấy nhiêu nhờ trời độ cũng giàu nho nhỏ vậy lựa là làm theo mấy anh tầng khảo kia mà làm gì như ông bà đây thật là đáng quý yêu của tôi và nhân hiền lắm tôi thấy nhiều ông chủ điền ruộng cò bay thẳng cánh mà họ hay cắt cổ nhân điền quá lúa để cho nhân điền vai ăn trộn lép vào lại là lúa ẩm nữa mà một già phải trả hai còn bạc thì cho một đồng tới ba giạ mỗi lần tá điện đến vai lúa hỏi bạc thì cằn nhằn nhiều chuyện éo le lắm ví như ông bà đây không cho vai thật là ít có ai vậy lắm hồi tôi mới khai mở đất này tôi cũng có giùm ăn cho họ vậy nhưng mà lúa tôi cho có mười ba bạc thì cho mượn mà thôi có nhiều anh tá điền rất nên nghèo khổ quần áo không lành mà họ không lo làm ăn mới lạ quá Mỗi lần dây lúa bạc về thì cứ lo rượu chè bè bạn Rủ nhau bắt rùa săn kỳ đà rắn hổ mà ăn uống vui chơi Tiền lúa mình ra biết làm sao Phải lo chăn giữ rầy la mà khó nhọc Họ mới chịu làm Nếu để họ chơi bời bỏ phế ruộng rồi tới mùa thất bát Lúa đâu mình lấy Vì vậy mà mấy chủ điền họ làm khó dễ cũng không khá trách Việc đã choáng mắt tôi rồi nên tôi lựa chọn những người có dư giả chút ít Mà cho mướn lấy lúa ruộng không cũng đủ dùng Cho dai thêm nhọc mà mang tổn đức lắm Tôi chủ đang nói việc đời với nhau Ghe hầu đà chống vô rạch nhỏ Ba lương đứng sau lái ghe Dùng kêu tần khảo hoạch hỏi rằng Chú tần khảo ruộng cái đều đặn thiệt tốt quá Họ có cái lúa sớm không chú Dạ có mọi người đều có cái đôi ba công ăn đặng Lúa sơm họ cấy giống chi vậy chú Dạ tôi biểu uh, họ cấy rồng lúa nặng hước Và lúa tiêu mà thôi Phải đa, Hai thứ giống đó ngon cơm hơn hết à, Mà có ai cấy nếp chăng Dạ nếp thì có một mình tôi và anh bộ bảy Cấy nhiều hơn hết Sao không ai cấy Lại có một mình bộ bảy và chú cấy Chi nhiều vậy Dạ tôi tính nếu nhiều người cấy Mỗi người một ít thất công quá Nên tôi và bộ bảy ít cấy lúa Để cấy nếp cho nhiều Đến mùa gặt hai đổi lại với nhau mà dùng tiện hơn Mà chú cấy giống nếp gì vậy Dạ tôi cấy nếp rồi, Còn anh bộ bãi cấy nếp sáp Hai thứ nếp đó thứ nào đâm cơm dẹp ngon chú Dạ thứ nếp sáp ngon hơn Có thằng thạch keo đằng thổ đâm cơm dẹp khéo Ủa sao đám năng này bộ sâu lắm sao mà bỏ quan vậy chú Tần Khảo Dạ đám năng bộp này lớn ông cũng dễ trừ Ngặt bị cái láng sâu khó quá Tôi có cho cây thử mà chết hết Phía cận ranh với thầy cai kìa Có một đám năng kim chừng ba chục công mà giết không chết Cây lúa bao nhiêu mà nó ăn sạch Bẩm ông ở phía đất gò kế ranh hương giáo lãnh Bây giờ xanh thứ cỏ nước Năng nhiều quá Qua sang năm chắc phải cài mới đặng à Ông Lưu Minh Trí hỏi Ai làm miếng đất đó Dạ của tư phát làm hai mùa rồi Năm nay nó rên tốn công nhiều lắm Nó có tính mua trâu mùa tới làm chăng Dạ tôi có nghe nó tính Nhưng mà rủi năm nay nó bị thua hết 5-600 đồng Nếu mùa này trúng thì có lẽ nó mua đặng Sao chú không rầy nó Để nó chơi cờ bạc hoài Biết đời nào cho dư giả Dạ thưa tôi cũng hằng khuyên nó chơi Nhưng làm thế nào nó cũng phải bị khố một ít lần Rồi nó mới biết tự hối Năm nay tôi coi bộ nó cũng sẵn rồi Vừa đàm đạo việc làm ăn Vừa nhắm xem tứ phía Hai ông bà đồng vui mừng vì ruộng lúa tốt tươi Thời giờ như giấy mắt Đi chưa cùng ruộng mà trời đã trưa nắng Hai ông bà với chú Tần Khảo Mới vô mua ghe mà nghỉ và cơm nước Ăn rồi ông dạy đậu ghe lại Cho hai tên bạn ăn uống luôn Ông đang phì phà điếu thuốc Coi rất vui vẻ Bà cũng nhai chưa dập bả trầu Thì thình lình ông đau bụng Mới kêu bà nói rằng Chà chả sao cái ruộng tôi khi không Mà nó đau thắt ngang quá mụ Sao vậy ông có biết đâu nó làm như ai vậy dò trong bụng khó chịu quá tôi có đem chai dầu mang theo đây ông hãy thoa bụng và nhéo một giọt uống có bớt không bà vừa nói vừa móc túi lấy chai dầu và hối tần khảo biểu hai đứa chèo bươn về nhắc qua bà tư thâm đến nhà thầy lương minh cao dọ hỏi cô liễu dung rồi mới tin thật là cô liễu dung rất niềm nở về việc cưới tiểu thiếp cho thầy minh cao cô liễu dung cũng có mở hơi cậy bà việc ấy Bà về suy nghĩ Sợ e thị trung không chịu Rồi ra lẽ làm ơn cho đàn này Mà mít bụng đằng kia Bà thấy thị trung nhỏ mà ăn nói khôn Biết cư xử đời Biết kính nhượng người tuổi tác Bà sợ cái già mà sanh chuyện lếu đời Ngày đó thị trung mắc đi chợ lớn mua hàng Đặng may khăn của nhiều người đặt may Nên không qua bà tư thăm Đến chiều cơm nước xong Bà thăm mới kêu qua đàm đạo chơi Hai người ngồi đàm đạo Bà Thâm còn nói sang đàn lần lần sẽ mở hơi Bà chưa kịp nói mà thị trung hỏi rằng Thưa dì Chẳng hay hôm qua thì tám ghé gì có chuyện chi Mà ngồi nói với dì lâu cãi vậy gì dì? dì cũng muốn thuật lại cho cháu nghe chuyện ấy Sẵn cháu hỏi gì cũng nên nói luôn cho cháu nghe Thầy tám đó ghé đây hôm qua Chẳng có nói điều chi lạ hơn là kệ gì đó cháu kể chuyện chi vậy gì Thầy cậy gì dùm hỏi cháu coi có khấn không vậy mà Ủa sao lạ vậy gì Thầy cậy gì hỏi cháu có khấn chăng Khấn làm việc chi cháu không rõ Xin gì bày tỏ tôi tường Dì nói thật cháu chớ phiền nghe cháu Dì đây tuần tuổi này Dì cũng chẳng muốn cho ai nói gì là thầy lai bày chuyện Nhưng dì thầy Tám cũng là người tử tế hiền lương Không lẽ thầy cậy mà làm lơ cũng ngặt Cháu chẳng dám phiền gì đâu Thầy cậy thì gì cứ làm ơn còn phận tôi là gái Việc phải thì trả lời cho thầy rõ Bằng việc quấy thì thôi Chứ cháu phiền gì sao đặng Chẳng việc chi lạ hơn là thầy tám kệ vì nói với cháu rằng Thầy muốn cùng cháu Trao duyên giai ngẫu Nè cháu Vì chẳng phải là ăn lễ lộc mà nói theo thầy Và dục lòng cháu phải hư đâu Cháu cũng nên ưng thầy tám Đặng mà nhờ cơn sóc mãi văn mình Thầy cũng là người giàu có danh giá lắm Thưa dì nếu thầy tá mà có lòng thương tôi Thì quý cho tôi biết mấy Dĩ như tôi phận cốc Đâu dám mang giày thân gà Dễ chi gần phụng Một điều hổ thẹn cho tôi Hại nổi sự sanh cho thảy Thưa thật tôi chẳng chê mà cũng chẳng dám ưng đó gì Xin gì làm ơn trao lời lại rằng Tôi rất đội ơn thầy cố cập lắm thì trung vừa nói dứt lời Bà thâm chưa kịp tiếp Sảy đầu nghe tiếng giày khua ngoài cửa Ấy là thầy Lương Minh Cao đi làm việc về ghé đó khi thầy bước vô tới cửa thị trung lật đật đứng dậy cúi đầu chào rồi xây lưng ra nhà sau về mất ức thay kẻ lừa cơ hội chuyện trò chơi người lại xây lưng ruột rối bời ướm tỏ sơ mình yêu mến hẳn tình duyên chưa rõ có nên lời thầy lương minh cao lấy làm tức tối không rõ bà thâm nói sao mà thị trung lại vội về như vậy kế nghe bà thâm mời ngồi thầy ngồi rồi bà thâm nói rằng khó quá thầy ơi nó không chịu và tôi biết làm sao. Tôi mới vừa nói thì nó trả lời rằng phận nó hèn mọn không dám trèo đèo, lại sợ nói cô tám hay mà khổ cho nó. Vì không có nói với cô rằng vợ tôi cũng sẵn lòng vậy sao. Vì kịp nói chi đâu, kế thầy bước vô cho nó về liền. Thôi thầy về nghỉ, để tôi phân trần phải quấy cho nó nghe coi nó có chịu không đã. Nó chịu thì tôi cho thầy hay mà qua nhà nó, thì thầy khỏi sợ nó trốn đâu đặng. Dì ráng làm ơn tôi cảm ơn lắm Đoạn thầy cứu ra về Mà lòng rất buồn bực Chẳng rõ có đặng cùng chăng Thầy Minh Cao ra về rồi Bà thăm biểu con hai đâu coi nhà Bà vội vàng bước qua căn phố Thị Trung Bà vừa vô tới Thị Trung bèn hỏi Thưa dì bộ thầy tám ghé nhắc nhở gì đó chi Phải đa cháu vì có bộ thầy niềm nở cháu qua Thôi ưng phức cho rồi Kéo tội nghiệp thầy có lòng âu yếm vì thấy vậy cũng khá thương Thưa Cháu gan sắc giả đá chi Mà chẳng biết tưởng biết thương Nhưng mà khó lắm vì tư Cháu cạn xét nhiều điều rồi Cháu cũng rõ tánh tình thầy Không phải như các bạn làng chơi kia Khi yêu hoa niềm nở vì hoa Lúc mãn nguyện não nồng chí nguyện Cháu biết vậy sao còn vụ dữ nói chi Dạ có vụ dữ chi đâu Thật lòng cháu sợ câu đàn bó Ai cũng như ai Máu ghen sao cũng châu mày nghiến răng đó thôi phải lắm nhầm lắm Vì khen cháu cũng hay xét nét việc đời như vậy Thì có chi quý bằng Trước khi thầy tám cậy gì mai mối Vì có nghĩ vậy rồi Vì cũng sợ cho phận gì phải mang câu Việc người sao khéo tài khôn Một con chắc nết tại phồn quỷ ma Cháu tuy mới dọn về ở gần đây Mà còn thân cận với dì thay Huống chi là thẹp vợ thầy tám Quen lớn đã lâu rồi Dì khá đi không sợ mít lòng sao Thầy đến cậy gì đã từ chối đô ba phen Đến chừng gì dọ tình ý của vợ thầy Tám Cũng sẵn lòng lo tiểu thiếp cho thầy lắm Vì mới dám đó cháu Cháu nghĩ lại coi Nếu cháu cứ ở vậy hoài Cũng như cháu treo cái gương vô chủ Cho bọn sở khanh công tử bột qua Họ theo mà phá khuấy hoài Rồi ở sau an đặng Thưa gì việc ấy có lo chi Vì đâu anh én quanh rào Vườn xuân cửa đóng Ai vào đặng đâu Mặt tình họ theo rù quến cho mỏng hơi nhà miệng Rồi cũng hổ thẹn mà lui lần đi có khó gì Còn như lòng dạ về thầy tám mà đặng hiền lương đến bực biết lo kế tự cho chồng Thì hiếm chi nơi tử tế Xét như tôi đây tuy là có chút hường nhang Chứ cũng là hoa thừa nhị rụng Một là không đáng bực trao duyên cùng thầy Rồi ra lẽ chén sành sắp lỡ mâm thao Còn e tổ kiểu lẫn màu khó coi Hai nữa là một sống mà úp nhiều tô làm sao cho khỏi xô bồ tiếng khua Vì thử nghĩ coi Chị dâu em chồng Còn không tránh nặng rầy ra Huống chi vợ lớn vợ mọn Dĩ như tôi có phước đặng thầy yêu chuộng Mà phụ rải tóc tơ xưa Thì sự ấy Như tôi là đứa biết điều Thì lương tâm tôi an ổn sao đặng Còn nếu vợ thầy đặng hải hà chi lượng Biết vừa bụng chồng Biết đoạt công tôi Vì mới nghĩ ra sao Có phải là điều ấy làm cho tôi phải tận kỳ tâm Mà đền ơn hạ cố đi chăng vậy thì thêm cực lòng mệt trí hơn là tôi ở như vậy có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít khỏe làm mệt nghĩ làm chủ cho thân chồng con mà làm chi nữa tôi chẳng phải là đứa ngán đời nhưng mà tôi là con cuồng thế rồi đó xin gì tỏ lại cho thầy tám biết tôi xin thầy đừng quá yêu tôi là điều tôi mong ơn thầy vậy mấy lời của thị trung nói thiệt thà mà gẫm thật khôn ngoan đúng đắn ví như thầy minh cao mà nghe mấy lời ấy thì cái sự yêu thương của thầy đó sẽ lên đặng bao nhiêu nữa nếu như một người nào làm mai mà gặp một cô ăn nói như vậy có nên lắc đầu kiếu mà về đi chăng vì lời ấy bà tư thâm ngồi nghe cũng khá phục trí hóa thị trung lắm bà suy nghĩ phải lượng cách nói nào cho thị trung siêu dạ thị trung vừa dứt lời bà thâm bèn nói vì khá khen cho cháu quá nhỏ mà càng nghĩ việc đời đặng vậy thở gì còn đương xuân như cháu vậy Lời ăn nói không bì phân nửa cháu đặng Lời cháu nói ấy là lời buộc gì không thế nào dục tâm cháu đặng nữa Dì cũng chẳng lẽ làm phiền giả cháu Lại là việc của thầy tám sở cậy vì có ích lợi gì đâu Nhưng vậy mà dì xin cháu cảm phiền nghe dì phân một lời chót này nữa Không sao đâu dì ngại Cháu đâu dám phiền gì chỉ cứ nói ngay ra Mai khi có lời dạy dỗ thêm đặng cháu cũng nên nghe lắm Này cháu dạ chăng vì thấy thầy Tám có lòng quý trọng nặng tình Thầy nguyện trăm năm kết tóc cùng cháu Cháu cũng thấy sờ sờ những bợm trăng tình gió sớm Hãy họ thấy hoa xuân sắc thì nhấp nha nhấp nhẫn Ngồi đứng không yên Đi qua chọc đi lại ghẹo Họ rập rận như vậy thấy mở treo mèo lấp ló Nay tính mưu này mai bày kế nọ Kẻ bắn thơ người bẹo bạc Đang làm cho siêu giả dạ thuyền quyên Rốt lại rồi thì ném hoa cho biết mùi hoa Còn phần mình thì gió mưa trói kệ Phong ba mặt tình Hết tập 1 Còn tiếp